Nhẫn nhục là ý tưởng dứt khoát nhận sự sỉ nhục, bao hàm tính khoan dung và kiên nhẫn. Giáo lý này trong 6 pháp Ba La Mật mà Phật giáo Đại Thừa gọi là nhẫn nhục Ba La Mật. Nhẫn nhục Ba La Mật là kiến nghị, nhường nhịn, chịu đựng. Ngoài ý nghĩa khoan dung tất cả, còn có một hàm ý đặc thù là nhận biết trọn vẹn hoặc cho phép. Hành giả Bồ Tát lúc ban đầu thực hành để chứng vô sinh pháp nhẫn. Muốn nhận biết pháp kinh đầy đủ, có thể thực hiện nhẫn nhục Ba La Mật một cách chân chánh. Trong kinh có nói, một cá nhân bố thí trì giới, công đức không thể bì với nhẫn nhục. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ba A Tăng Kỳ tu phước huệ, trăm kiếp tu tướng hảo, phước báo ấy đều do nhẫn mà ra. Trong quá khứ, có nhiều bậc công phu tu hành thành tựu đạo quả, nguyên cũng từ nhẫn nhịn mà ra. Bồ Tát Từ Hàng bảo tôi, thầy ấy làm thế nào mà có phước tướng, nhất định đã chịu đựng mọi điều sỉ nhục để phát triển bồ đề tâm, cũng nhân thế mà thành tựu bồ đề lợi lạc cho chúng sinh. Chắc chắn phải chế ngự được những điều khó nhẫn, tham sân, phiền não, phát triển Phật tánh nơi mình. Trong ba nghiệp, khẩu nghiệp là đứng đầu. Có người nơi miệng lại ẩn nhẫn không nói, nhưng trong lòng lại tính toán so đo, oán hận như nói, tôi sôi máu trong lòng. Nhẫn không chỉ ở miệng, mà còn nhẫn trong tâm, đây là chân chánh nhẫn. Đức Phật đã từng dạy, một người tu hành không xem sự sỉ nhục, phỉ báng, mắng nhiếc như vị ngọt cam lồ, thì chẳng thể gọi là người tu. Chữ nhẫn, ở trên là chữ nhận, bên dưới là bộ tâm, giống như có lưỡi dao chọc thẳng vào tim. Đau đớn lắm, sự nhẫn chịu thật không phải là việc dễ dàng. Có người kham nhận sự vất vả, nhưng không thể chấp nhận sự sỉ nhục, bêu xấu. Có người nhận chịu bao việc khó khăn, nhưng không thể bình tĩnh trong đau khổ. Có người chịu đựng sự tổn hại khi gặp việc trái ý, nghịch lòng mà không sân hận trả thù, nhưng bên trong lại có chủng tử oán hận tiềm ẩn, được chuẩn bị sẵn trong ý thức. Trong kinh Phật nói, Phật tiền đa kiếp hưng cung dưỡng, sở tích quảng đại chi phúc đức, nhất niệm sân tâm tài hưng khởi, tận phần bỉ phúc thành hồi tận. Dịch là, đã nhiều đời con cúng dường Phật, tích lũy thành ruộng phước vô biên. Hôm nay một niệm sân tâm khởi, đốt cháy thành tro bao phước điền. Bài kệ trên như một lời khuyên, có tác dụng cảnh giác cho người tu chúng ta rất lớn. Chương 9 phần 1. Suy nghĩ chân chánh là sức mạnh nhẫn nhục. Nhẫn nhục thật chẳng dễ, đòi hỏi lòng ngay thẳng, suy nghĩ đúng làm tăng cường sức chịu đựng của chúng ta. Lúc bị hại, ta suy nghĩ: A. Những tổn thương giữa ta và người, anh ấy không được tự chủ vì hoàn cảnh phiền não sai khiến mới ra nông nỗi này, nên hướng về người ấy khởi tâm thương xót mà không có tâm oán hận, báo thù. B. Tôi hiện tại bị tổn thương, có thể trong đời quá khứ tôi đã gieo ác nghiệp, cho nên ngày nay bị quả báo. Nếu tôi trả thù thì oan oan tương báo trọn kiếp không ngừng. Chỉ có khoan dung, lấy đức báo oán sẽ có năng lực giải thoát ác duyên. C. Tôi có thể nhẫn nhục, tâm nhẫn nhục liền năng động, tăng cường thêm năng lực tu hành, thành tựu bồ đề trang nghiêm. D. Tư duy tất cả pháp thay đổi biến diệt, khổ đau, vui mừng, oán hận, yêu mến, cũng như hoa quỳnh thoáng chốc, như mộng tức giấc mơ, huyễn tức huyền ảo, bào tức bong bóng, ảnh tức bóng dáng, không có thật thể. Trống rỗng, giả dối, thế thì cớ gì phải trợn mắt phẫn nộ? Ơ, tôi vì tất cả chúng sinh mà phát tâm bồ đề, nguyện làm lợi ích để nhiếp thọ tất cả chúng hữu tình. Chỉ nên làm lợi ích cho chúng sinh mà không oán hại chúng sinh. Một lần, Ngài La Hầu La ôm bát theo sau sư phụ Xá Lợi Phất. Trên đường đi gặp phải nhóm thiếu niên hư hỏng, bỏ cát đá vào bát của Ngài, lại còn quơ gậy khiêu chiến đánh đuổi. Các vị sa môn miệng thầm nói nhẫn nhục, hành hạnh từ bi. Nhưng khi tôi đánh lên đầu thầy, thầy thử từ bỏ nhẫn nhục cho tôi xem. Ngài La Hầu La bị đánh,
vết thương đầy trên mặt, phía trước chiếc y còn nhuộm đỏ máu hồng. Ấy vậy mà ngài không hề đánh trả, chỉ lặng lẽ đến bờ sông khoác nước rửa sạch những vết máu trên người. Đây là sức mạnh nhẫn nhục, là hạnh bao dung, rất thuyết phục trẻ em hư hỏng. Từ đó chúng mới biết kính trọng người xuất gia. Chương 9 phần 2. Chịu khổ là sức mạnh nhẫn nhục. Thông thường, người tu ở nhiều môi trường khác nhau phải nhẫn chịu sự đói khát, lạnh nóng, khổ vui. Trong kinh miêu tả sự đau khổ của người tu có khi hết sức cảm động. A. Khổ ở oai nghi. Người xuất gia nhất định phải gìn giữ oai nghi, phép tắc. Từ đó, mọi người mới sinh lòng tôn kính. Những lúc đi, đứng, ngồi, nằm đều phải có quy củ. Ví dụ, lúc ngồi không thể kiễng chân, run đùi. Khi đi trên đường không thể xoay đầu trong bên này, bên kia, hoặc lớn tiếng cười đùa. Đây là một loại khổ hạnh. B. Khổ ở nhiếp pháp. Khi tu hành, có những lúc không có sự dũng mãnh tinh tấn, như những lúc tìm thầy học đạo, không gặp hoặc gặp thầy rồi mà chẳng được dạy dỗ, thiếu hụt khổ nghèo. Thuyết pháp mà không có người nghe, những khổ này là cầu pháp, tu theo pháp, khó khăn trong khi nói pháp, trong đối nhân xử thế. C. Khổ ở lợi tha. Trong việc làm lợi ích cho chúng sinh, có khi bị hiểu sai về việc làm của mình, rồi bị gièm pha, đố kỵ, đủ loại tranh chấp làm cho thân tâm phiền não. Đây đều là nghịch tăng thượng duyên, nên dùng từ bi, khoan dung mà đến với họ, kiên quyết khắc phục những trở ngại xảy ra. D. Khổ ở việc tu hành. Y theo việc tu hành đó là thiện pháp, lúc hoằng pháp, thân tâm phát sinh hiện tượng mệt mỏi. Là người hành Bồ Tát Đạo, phải chấp nhận và tìm cách khắc phục, dẫu cho có phát bệnh đau đớn, nhằm lúc ở trước mặt Phật tử cũng thể hiện tinh thần minh mẫn, an định. Phật tử cần sự hướng dẫn tu học, ta hoan hỷ nhận lời, dẫu rằng lúc ấy sắp đi thọ trai hoặc đang làm công tác vệ sinh quét dọn dần dần cũng phải dừng lại. Tất cả dành cho người trước rồi mới đến phiên mình, phải có sự kiềm chế nhẫn nại. Người tu hành phải có sức chịu đựng, nhẫn nại sự khổ não và những biến đổi vô thường của thế gian, nhằm mục đích tìm ra đời sống niết bàn chân thật. Trực tu mật khế tâm tâm địa, hưu khổ lao sinh thủy mộng trung. Dịch là: trực tu khế hợp đất tâm, bỗng nghe lao khổ thì thầm mộng thôi. Sự đau khổ ở thế gian ta phải quán xét như bụi sương mơ màng lơ lửng. Chương 9 phần 3. Quyết chí là sức mạnh nhẫn nhục. Nếu chúng một phen xương lạnh buốt, hoa mai đâu dễ tỏa mùi hương. Hoa mai có vững vàng đâm chồi trong cái giá rét của mùa đông mới cho hương thơm khắp cả đất trời. Dôi có trải qua ngàn chày gõ đập, trăm lửa nung luyện mới để lại cho nhân gian một màu trắng thuần khiết. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nếu như không có sức mạnh chịu đựng vững vàng, làm sao có thể nhiếp phục ma quân mà thành đạo? Đại sư Huyền Trang dẫu có chết cũng an tĩnh nhắm hướng Tây Thiên mà tiến tới, không lẽ về Đông Độ dù chỉ nửa bước để được sinh tồn? Chính vì nguyện lực nhẫn nhục đã tạo nên sức mạnh tinh thần, khiến cho ngài nhiều lần bị ngã đau đớn, nhưng vẫn đứng dậy tiến bước vượt qua 800 dặm cát bồi dùng sa mạc khô khan để thành tựu chí nguyện thỉnh kinh. Đại sư Giám Chân do tuổi hạc 70, 7 lần vượt biển với đôi mắt mù lòa, vẫn tiếp tục đến Nhật Bản truyền giới pháp, nối tiếp sự hưng thịnh của đạo Phật. Ở đây đều nhờ vào sức mạnh kiên cường, nhẫn nại làm phương pháp thành tựu. Kiên nhẫn là lực lượng để thành công. Kinh Duy Ma nói: tất cả phiền não là một chủng Như Lai, ví như không xuống biển lớn không thể được châu ngọc vô giá, không vào trong biển lớn phiền não không thể được tất cả trí tuệ quý báu. Nhân sinh đang lặn hụp ở trong biển phiền não. Phật pháp là chiếc thuyền cứu sống, chịu đựng nhẫn nhục là vượt qua biển khổ, được ở trên con thuyền của Như Lai. Đó chính là sức mạnh nhẫn nhục. Thiền sư Pháp Diễn ở núi Phù Sơn có chỗ đắc lực một đời, chính là kiên nhẫn cầu pháp. Ngài và Thiên Y Nghĩa Hoài, nhóm 8 người, gặp khi mùa đông giá rét,
khí hậu ẩm thấp, lại ngàn dặm lặn lội tìm thiền sư quy tỉnh để học đạo. Cuộc du hành cả ngày lẫn đêm, giày hư, chân đau nhức mà lòng không chút nghỉ ngợi. Lần đầu gặp thiền sư quy tỉnh đã bị chửi mắng xua đuổi. 8 người buồn bã ngồi bẹp xuống đất, chẳng ai chịu đi. Thiền sư quy tỉnh nhân tiện xách thùng nước đến, hướng vào đầu nhóm 8 người mà đổ. Tất cả mọi người bị tạt nước, y phục đều ẩm ướt, gió lạnh đến cắt da. Bây giờ y phục trên người đóng thành băng, 8 người cống rét, run rẩy chịu đựng, thật là thống khổ. 6 người trong nhóm tức giận thoái lui, duy có Pháp Diễn và Nghĩa Hoài chấn chỉnh lại y phục, quỳ thẳng cầu thỉnh không lui. Thiền sư quy tỉnh cầm thiền trưởng đến bên quở rằng: "Vẫn còn chưa chịu đi, chẳng lẽ chờ ta đánh đuổi?" Ngài Pháp Diễn toàn thân buốt lạnh, cắn răng cầu khẩn, ngàn dặm tham học không phải vì bị hắt một ít nước mà bỏ đi. Thiền sư có dùng gậy đánh đuổi, chúng con cũng chẳng rời chỗ này. Thiền sư quỳ tỉnh gật đầu, chìa tay đỡ 2 người đứng dậy. "Tốt, thật sự có tâm tham thiền, cho phép quý vị lưu lại nơi này." Ở trước sự hống hách cản trở mà bất động như núi, chính là sức mạnh nhẫn nhục. Chương 9, phần 4. Tha thứ là thể hiện sức mạnh nhẫn nhục. Trong kinh nói, người ôm lòng phẫn nộ khó tiến vào đạo giác ngộ, cho nên người tu phải có lòng từ bi và hay tha thứ. Sự giác ngộ không phải tìm nơi đâu khác, duy cho nơi nhẫn nhục mà được. Nếu ta ôm lòng phẫn nộ, oán hận chôn kín trong tâm, giống như gặp mũi tên độc, lòng cảm thấy lo âu, sợ hãi, khó mong tiến sâu vào đạo giác ngộ. Chỉ có siêng năng tu hạnh từ bi, tha thứ, năng lực ở trong sự nhẫn nhục có thể đạt trí tuệ giác ngộ. Đức Phật khoan dung như biển, chịu đựng tất cả những xúc phạm mà hay tha thứ. Phật ở trước mặt mọi người, ở quá khứ, hiện tại và vị lai. Bất luận thời gian nào, hoàn cảnh nào, vĩnh viễn tha thứ, không một ý niệm trả thù, oán hận. Bồ Tát Đề Bà là người học thức uyên bác, biện luận nhanh nhẹn, khiến cho nhiều nhà ngoại đạo phải khuất phục theo ngài Thế Phát Quy Y. Đệ tử của ngoại đạo biết thầy mình đã bị Đề Bà khuất phục, cải tâm theo đạo Phật, bèn nổi giận thề sẽ sát hại tôn giả. Ngày nọ, nhân lúc Đề Bà một mình tọa thiền dưới cội bồ đề, họ bèn nhẹ nhàng cầm đao đến gần bên tôn giả, đâm một nhát chí mạng vào giữa ngực ngài, rồi cười lên hô hố: "Ông đã dùng lợi khẩu phá hại sư phụ tôi lấy đao bén bổ ngực ông. Ông dùng tàn kiếm Phật Pháp đánh bại tôi dùng đao bén sát hại ông. Xem ai có uy lực hơn." Đề Bà bị một đao, ngũ tạng lòi ra ngoài, ngực bụng đầy máu, hơi thở nặng nhọc, từ bi dặn dò: "Nhanh, trốn nhanh. Ông hãy cầm ba y và bát để trên giường thiền kia, rồi chạy nhanh vào trong núi đi. Nhớ đừng bao giờ quay lại. Đệ tử của tôi chưa chứng được vô sinh pháp nhẫn sẽ oán hận ông, tìm bắt ông mà trả thù. Ông nên trốn nhanh để khỏi chết." Tên đệ tử của ngoại đạo nghe rồi hổ thẹn, nhưng e không còn đất dung mình, vội vã cầm y bát hướng ngài Đề Bà lạy tạ rồi đi. Chúng đệ tử của ngài nghe động chạy đến, thấy sư phụ bị sát hại trong tình trạng bi thảm, không chịu đựng nổi, họ dậm chân gào khóc rồi vội lùng bắt hung thủ. Bồ Tát Đề Bà ngăn họ lại, nói: "Thật tướng của các pháp vốn không oán thân, vốn không tà hại. Tên ấy làm hại ta là do nhân quả nghiệp báo, nhưng không thể tổn đến ta một tơ hào nào. Các ông không nên sằng bậy ngu ngốc, lấy điên cuồng truy đuổi điên cuồng, lấy sân hận dừng sân hận. Oan oan tương báo biết thuở nào cùng." Bồ Tát Đề Bà hy sinh vì đạo, lấy tâm khoan thứ thương xót tất cả chúng sinh, mong rằng chúng ta cố gắng học tập đức tính này. Chương 10. Có tâm nguyện giác ngộ. Vào cửa đạo, việc đầu tiên là lập nguyện. Nguyện lập rồi mới có thể độ chúng sinh, phát tâm rồi thì Phật đạo mới có thể thành. Vì sao chư Phật và Bồ Tát có thể thành đạo? Vì quý ngài nương theo nguyện lực mà thành. Người học Phật mà không phát tâm bồ đề, không lập nguyện rộng lớn, dẫu cho tu hành mãn kiếp nhiều đời, vẫn luân hồi trong thiên đạo.
Trong Kinh Hoa Nghiêm nói, quên mất tâm Bồ Đề, tu các loại thiện pháp gọi là ma nghiệp. Chúng ta học đạo Bồ Tát không chỉ phát nguyện mà phải phát đại thệ nguyện. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nguyện, nếu không thành đạo quả, thề không rời chỗ ngồi. Đó là một đại nguyện. Bồ Tát Phổ Hiền có 10 nguyện và Bồ Tát Văn Thù cũng có 12 đại nguyện. Lời phát nguyện của Bồ Tát Địa Tạng: địa ngục bất không, thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề. Dịch là: địa ngục nếu còn, thề không thành Phật, chúng sinh độ hết mới chứng Bồ Đề. Đây là một đại nguyện làm chấn động lòng người. Từ những bi nguyện này mà chư Phật, chư Bồ Tát thành tựu đạo nghiệp. Bồ Tát Từ Hàng để lại nhục thân đến nay không hoại cũng do nguyện lực ứng hiệu. Nhân vì trong quá khứ, Ngài đã thành lập đạo tràng cúng dường chư tăng trẻ cư trú. Xúc động khi thấy Ngài viên tịch, họ lập nguyện xin cho nhục thân Ngài không hoại, đến nay đã thành tựu nguyện này. Hiện tại, Phật tử trong đạo Phật chưa nhiều, nhưng nếu ở mỗi người đều có tâm quyết: tôi nguyện nỗ lực hộ pháp, tôi nguyện thường tu nhẫn nhục, tôi nguyện bỏ tham sân si, tôi phát nguyện, vân vân, Phật giáo nhất định phát triển rất mạnh. Xã hội tốt đẹp và trong sạch như chúng ta mỗi ngày đọc: tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, vân vân. Tam quy y, tam nguyện đều là phát nguyện. Người thời nay phát nguyện lớn tiếng mà không dám làm, hay nói mà không hay thực hành. Ví dụ nói tứ hoằng thệ nguyện: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Xướng lên rất trang nghiêm, rất từ bi. Còn việc chân chánh hành trì trên thực tế được mấy người? Thế nào là nguyện giác ngộ? Tôi đề ra 4 điểm để mọi người tham khảo. Chương 10, phần 1. Tứ hoàng thệ nguyện là có tâm nguyện giác ngộ, là sự liên kết tu học và hành Bồ Tát Đạo. Đây cũng là căn bản pháp tu của Bồ Tát Đạo. Bồ Tát chính là giúp đỡ tất cả để viên mãn hạnh nguyện. Còn có một chúng sinh chưa được độ liền độ. Tuy nhiên, nếu tâm phân biệt chưa trừ, không coi là Bồ Đề. Kinh Hoa Nghiêm nói, nước trong biển lớn có thể uống cạn, có thể biết hết tâm niệm chúng sinh, hư không hạn lượng. Gió có thể buộc ràng, nhưng không thể nói hết cảnh giới chư Phật. Cảnh giới của Bồ Tát cao rộng sâu xa, tôi chỉ có thể giản lược nói rõ rằng: chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, chúng hữu tình và vô tình đều cần được độ. Tâm tham, sân, si, phiền não trong lòng mình, vân vân, cũng là chúng sinh cần được độ. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, tham muốn dục lạc thế tục quả thực là phiền não cần nên dứt bỏ. Thích tiếng tâm, lợi dưỡng, đó là tâm tham muốn nên trừ. Vui mừng, nóng giận, phê bình, đó là thói quen nên cải sửa. Tất cả những xấu hổ, nhục nhã, bất an đều là tội lỗi không nên tạo tác. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, 84.000 pháp môn, mỗi cửa đều có thể vào đạo, nên học rộng, nghe nhiều. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, chúng sinh độ hết, nguyện tôi mới hết. Thành đạo Bồ Đề, nguyện tôi mới hết. Nên phát tâm rộng lớn này, đó là thực sự phát tâm Bồ Đề. Xuyên qua tứ hoằng thệ nguyện, chúng ta có thể hướng đến tự tánh nơi mình. Trong nghề nghiệp, hoàn cảnh, cùng chúng ta tâm nguyện tương ưng, cùng Phật Pháp tương ưng từ bi trí tuệ. Ví dụ, tự mình tham ăn uống và kén chọn là thói quen xấu, nên nương vào nguyện lớn, từ từ loại bỏ. Tự mình có thói quen làm biếng buông thả, nên y vào nguyện lớn sửa chữa cầu tinh tấn. Tự mình là thầy thuốc, y theo nguyện lực giúp đỡ chúng sinh giải thoát bệnh khổ. Lấy y gạo từ bi cứu tế, không nhất định phải là dược sư Như Lai thời hiện đại. Chương 10, phần 2. Từ bi trí tuệ là có tâm nguyện giác ngộ. Tinh thần 4 đại nguyện lớn trong Phật giáo là bi, trí, nguyện, hạnh. 4 đại nguyện trên do chư vị Bồ Tát Quán Âm, Văn Thù, Địa Tạng, Phổ Hiền, 4 vị đại Bồ Tát tiêu biểu. Ví dụ trong mỗi vị
đều có tính bao gồm, như Bồ Tát Địa Tạng vì thương xót chúng sinh nơi địa ngục còn chịu nhiều đau khổ nên phát nguyện địa ngục nếu còn thể không thành Phật. Đó là tâm từ bi, tinh thần đại nguyện trên bao hàm cả đại bi, đại trí, đại hạnh. Chúng ta có thể tự mình nương theo tính cách trên, học tập tinh thần của quý ngài. Bản tính của tôi là từ bi. Học theo tinh thần của Bồ Tát Quán Âm, nương theo từ bi, tôi sẽ tặng cho mọi người một nụ cười thật tươi, một lời nói hay, một công việc thiện. Chúng ta cũng có thể học ở Bồ Tát Phổ Hiền 10 đại nguyện. 1. Lễ kính chư Phật, nuôi dưỡng chúng sinh với tính cách tôn trọng. 2. Thường luôn khen ngợi Như Lai, tặng cho mọi người lời nói hay. 3. Tùy tâm lực cúng dường, rộng kết thiện duyên. 4. Thường luôn sám hối nghiệp chướng, tự kiểm đời sống sinh hoạt bản thân. 5. Thường vui làm việc công đức, đạt tâm ý trong sạch. 6. Thỉnh mời Pháp Sư chỉ dạy, truyền bá chân lý đạo Phật. 7. Cúng dường chư Tăng, sùng kính trọng đãi làm theo Pháp Thánh Hiền. 8. Thường thuận theo việc học Phật để tăng tiến trí tuệ. 9. Hằng thuận theo chúng sinh, coi trọng quyền tự chủ và ý kiến mọi người. 10. Hồi hướng rộng khắp, mong mỏi mọi người được sống an bình. Cũng có thể học tập tinh thần của Bồ Tát Văn Thù, rộng tu trí huệ, làm lợi ích trời người. Chỉ cần quý vị phát tâm Bồ Đề, thực hành bi, trí, nguyện, hạnh, tinh thần bốn đại nguyện của Bồ Tát, một đời sẽ được thanh tịnh viên mãn. Chương 10, phần 3. Tu lục độ vạn hạnh là có tâm nguyện giác ngộ. Lục độ Ba La Mật là pháp tu của Bồ Tát Đạo. Ở mỗi người trong chúng ta cần phải thực hành pháp môn này. Thuở quá khứ, Đức Phật trong thời kỳ tu Bồ Tát Đạo là một kẻ phàm phu lại hết lòng tu theo pháp môn lục độ. Chúng ta phải cố gắng nương theo pháp tu lục độ này để đạt được nguyện lớn của mình. A. Dùng bố thí mà cảm hóa mọi người. Bố thí là cấp cho người vật sở hữu của mình. Chúng ta có thể bố thí tiền bạc, bố thí Phật Pháp và các phương pháp tu hành, mang lợi ích đến cho kẻ khác. Bố thí vô úy là tinh thần bảo vệ kẻ khác. Trong quá khứ, Ngài Xá Lợi Phất đã từng bố thí đôi mắt của mình. Đức Phật trong tiền kiếp vì một câu kệ mà bố thí thân mạng. Vì nghe kinh Pháp Hoa mà xả thí dương dị, thê nhi, làm kẻ hầu hạ tiên nhân. Những việc làm này đều là bố thí gương mẫu. B. Lấy việc trì giới làm phương pháp phòng thủ. Trong xã hội hiện nay, có nhiều người phạm pháp, phần đông phạm vào ngũ giới, làm tổn hại đến sinh mạng kẻ khác, tiền của, trinh tiết, danh dự, thân thể. Chúng ta là người tuân thủ trì giới, xã hội sẽ an ổn lợi lạc. Tự mình biết gìn giữ giới pháp trước, khiến người khác cũng ít phạm giới hơn. Đây cũng là hành Bồ Tát Đạo. C. Lấy nhẫn nhục làm hạnh tu cho bản thân. Người có tâm thực hành nhẫn nhục có thể nhẫn khi gặp chuyện bất bình. Từ trên việc làm đó, cùng người khác an ổn sống chung. Nhẫn một bước, biển lặng trời trong. Có thể nhẫn với kẻ vô tình mắng nhiếc nhục mạ. Năng lực này giúp ta thành tựu tất cả các công đức. D. Lấy tinh tấn hàng phục ma oán hận. Người có tâm tinh tấn nhất định thành tựu đạo nghiệp, đạt được chánh pháp, trừ được phiền não, có thể gánh vác tất cả. Muốn đạt đạo quả Bồ Đề, duy chỉ có tinh tấn để tiến nhanh và trực nhập Niết Bàn. Ơ. Lấy thiền định để an trụ thân tâm. Thiền định là động lực thúc đẩy Bồ Tát hóa độ chúng sinh. Có thiền định mới sinh trí tuệ, có trí tuệ mới phá trừ được ma phiền não. Cảnh giới của thiền định là vi, mật, thâm, diệu. Thế thường, khó mà biết được ngôn ngữ, không dễ nói tột chỗ pháp lạc an nhiên thanh tịnh này. Thiền định có khả năng an trụ thân tâm, chứng nhập cảnh giới tự tại vô ngại. F. Lấy trí tuệ bát nhã dẫn dắt ngu mê. Trí tuệ bát nhã là mạng mạch tinh hoa của Phật giáo Đại Thừa, có thể nói hết tinh thần của Phật giáo Đại Thừa. Trí tuệ bát nhã khiến chúng ta từ mê sang ngộ, từ bệnh khổ sang bờ an vui,
khiến chúng ta đoạn trừ sinh tử trong ba cõi, cùng làm bạn lành với chư Bồ Tát. Chúng ta tu Bồ Tát Đạo, thực hành lục độ ba la mật, làm thuyền bè vượt qua biển khổ sinh tử. Như thế là chúng ta đã nguyện tu giác ngộ vậy. Chương 10, phần 4. Phát tâm tinh tấn là có tâm nguyện giác ngộ. Mặc dù chúng ta không có đại bi, đại nguyện của bậc cao tăng đại đức, nhưng có thể phát những nguyện nho nhỏ rồi tập hợp lại thành đại nguyện cũng thành tựu được Phật đạo. Ví như phát nguyện làm điển tọa, tức phụ trách công việc tạp sự một tuần, hành đường, tức trông nom bữa ăn một tháng, xài đầu, tức coi việc củi đốt một năm, khố đầu, tức coi việc thu chi tài vật hai năm. Phát nguyện mỗi ngày niệm Phật một vạn tiếng, lễ Phật 1000 lần, tụng kinh 10 biến. Phát tâm quét dọn nhà cửa, thay đại chúng làm vệ sinh, lau rửa, vân vân. Phát nguyện mỗi ngày nói 10 câu có ích, mỗi ngày giúp người khác 10 điều thiện, 10 điều vui vẻ, cứu giúp 10 điều khổ cho người. Chỉ cần ta chịu phát nguyện và thực hiện một cách chân thành, thì không có việc gì mà không thể gánh vác. Trong khuyến Phát Bồ Đề Tâm Văn nói rằng: không nên nguyện rỗng vô ích, nên thực hành chân thật theo hạnh nguyện rộng lớn. Hư không chẳng lớn, tâm dương là lớn. Kim cang không cứng, nguyện lực mới kiên cố nhất. Dựa vào sự kiên quyết của nguyện lực, bắt đầu từ việc nhỏ cho đến việc lớn, ngày tháng tích lũy, đến khi gặp điều gian khổ sẽ biết bình tĩnh mà hóa giải. Tinh tấn như vậy có thể thành tựu đạo Bồ Đề. Lần nọ, Đức Phật đang giải kinh mà tôn giả A Na Luật lại mơ màng say ngủ. Đức Phật tiện thể nhắc nhở ông: thật lạ cho ông thầy say ngủ, như loài nghêu, sò, ốc, hến, vì ngủ trong thời gian dài nên không thể nghe được danh hiệu Phật. Phật hỏi ngài A Na Luật: ông vì sao mà xuất gia? Ngài A Na Luật cảm thấy hổ thẹn cho mình, tức khắc quỳ xuống xin được sám hối, nguyện từ nay cố gắng không ngủ nữa, sớm chiều tinh tấn không lơ là, khiến cho đôi mắt bị mù. Đức Phật thương xót, dạy ông tu tập pháp Kim Cang Chiếu Minh Tam Muội. Tôn giả nhân đó chứng Thiên Nhãn Thông. Tất nhiên, đây là sức mạnh từ bi của Phật và cũng do ngài A Na Luật phát nguyện kiên định vững vàng. Tinh tấn tu hành, đó là mấu chốt thành tựu Phật đạo. Bồ Tát Từ Hàng từng có một kệ ngữ khuyên người rộng phát nguyện Bồ Đề. Tôi đặc biệt sử dụng trong 12 pháp lễ bái của Hiệp hội Phật Quang. Tôi nay phát tâm không cầu phước báo nhân thiên, thanh văn duyên giác cho đến địa vị Bồ Tát quyền thừa. Riêng theo tối thượng thừa, phát Bồ Đề tâm, nguyện cùng pháp giới chúng sinh, nhất tâm đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Chúng ta phát tâm Bồ Đề không vì mình, không vì phước báo nhân thiên, không cầu quả vị thanh văn duyên giác Bồ Tát. Chúng ta chỉ nương theo pháp tối thượng thừa của Phật mà phát tâm, nguyện cùng thế giới chúng sinh gian khổ đồng sinh tử, đồng đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là ước vọng của người trong đạo tràng chúng ta, cũng là mục tiêu tu hành của hàng Phật tử chúng ta. Hy vọng mọi người nương vào phát nguyện này mà cùng nhau nỗ lực. Quý vị mặc dù chỉ xuất gia ngắn hạn, tương lai vẫn có duyên với Phật Pháp. Tuy hiện nay thân ở tại nhà mà tâm tự xem đã xuất gia. Tâm đã xuất gia, cần thiết nên có 10 đức tính cần có của người xuất gia là: 1. Có tâm rộng lớn. 2. Có lòng từ độ chúng. 3. Có dũng khí hoằng pháp. 4. Có tâm bền chí tu hành. 5. Có trí tuệ chánh giác. 6. Có tính cách xuất thế. 7. Có thiện ý hộ pháp. 8. Có tâm dung người. 9. Có sức mạnh nhẫn nhục. 10. Có tâm nguyện giác ngộ. Mong rằng quý vị có thể dung hợp 10 đức tính cần có này, in sâu vào tâm mình, mang theo 10 chân lý đó trở về trú xứ, cùng đồng chứng ngộ sinh tử niết bàn của đời người. Chúc phúc quý vị bình an kiết tường, có trí tuệ chánh giác. Ở mỗi cá nhân đều có trí tuệ, nhưng quả trí tuệ lại không nghiêm túc, tất cả đều do hội tựu mà thành. Thông minh làm hại thông minh, thỉnh thoảng có một cái nhìn thế tục gọi là
thế trí biện thông, có lúc rời cả vào tà ma ngoại đạo. Người ta chẳng phải là không thông minh, chẳng phải là không có trí tuệ, mà là không có trí tuệ chánh giác. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì sao xưng là Phật Đà, vì sao gọi là giác giả? Giác là giác ngộ, giác là đại giác. Phật Đà là đại giác Thế Tôn, phàm phu chúng ta là bất giác. Nhị thừa thinh văn có chánh giác nhưng không thể chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát chánh đẳng chánh giác nhưng không thể vô thượng chánh đẳng chánh giác. Riêng chỉ có Phật mới vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề chính là chánh giác thuộc về tịnh giác, thanh tịnh giác ngộ, thuộc về mãn giác, đại viên mãn giác. Ở đây chỉ cho phước đức trí tuệ viên mãn của Đức Phật, tự giác giác tha đều là tuệ giác của Bát Nhã. Chương 5, phần 1. Tứ y chỉ là trí tuệ chánh giác. Tứ y chỉ là y pháp bất y nhân, tức y theo pháp chẳng y theo người. Y nghĩa bất y ngữ, tức y theo nghĩa không y theo ngôn ngữ. Y trí bất y thức, tức dựa theo trí tuệ không dựa theo tình thức. Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, tức y theo kinh có nghĩa lý rõ ràng chứ không theo kinh nghĩa lý không rõ ràng. Khi Đức Phật sắp vào Niết Bàn, nhắn nhủ với đệ tử tứ y pháp này. Y pháp bất y nhân. Pháp là để chỉ lời nói của Phật ở trong Tam Tạng, 12 bộ kinh. Chúng ta y theo lời dạy của Phật mà tu hành đúng chánh pháp. Phải lấy giáo pháp làm chỗ nương tựa, chứ không lấy người làm chỗ nương tựa. Dẫu cho người ấy hiện thân Phật có đầy đủ tướng tốt, nhưng những điều họ nói không hợp với chánh pháp thì cũng phải từ bỏ. Y nghĩa bất y ngữ. Y theo ý nghĩa Phật dạy trong kinh, không nương tựa những lời nói trống không. Hiểu rõ nghĩa lý, chẳng câu nệ lời nói. Ví như dùng ngón tay chỉ mặt trăng, nhưng ngón tay không phải là mặt trăng. Lấy văn tự Phật Pháp làm chân lý giải thoát, nhưng văn tự vốn chẳng phải là chân lý. Y trí bất y thức. Trí có khả năng trù liệu suy tính, phân biệt thiện ác, tức là lý kinh. Là thường cầu mong được vui sướng, người đời gọi là cảm giác. Đó là lý do mà chúng ta y theo trí tuệ Bát Nhã, cư xử mẫu mực với nhân sinh, chẳng thuận theo cái thấy biết đắm nhiễm của thế tục. Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa. Bất liễu nghĩa là phương tiện giả thuyết, giống như đạo lý phổ biến của người đời. Liễu nghĩa là lời nói chân thật, chính là trí tuệ Bát Nhã, thật tướng của các pháp, chân lý đệ nhất nghĩa đế. Chúng ta y theo và nắm bắt chân lý vũ trụ một cách rốt ráo, chẳng tin vào những thuận lợi tà thuyết. Nếu như chúng ta dùng tứ y chỉ làm phương châm học Phật Pháp, thì những điều đó sẽ giúp chúng ta đạt được trí tuệ giác ngộ. Chương 5, phần 2. Tứ niệm trụ là trí tuệ chánh giác. Tứ niệm trụ cũng gọi là tứ niệm xứ, hướng cho tâm chúng ta cột niệm vào bốn pháp quán thân rất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Từ trong bất tịnh, khổ, vô thường, vô ngã, nhận biết thật tướng của chúng sinh thế giới. Trong sinh hoạt của chúng ta, mỗi ngày thường vì thân thể mà so đo tính toán, ăn ngon, mặc đẹp, không ngừng gì khổ, không, vô thường của thân thể mà trang điểm mệt nhọc. Quán thân bất tịnh là phá trừ những chấp trước của chúng ta đối với thân thể. Hiểu rõ từng bộ phận trong cơ thể vốn chẳng sạch, nó được cấu tạo từ những yếu tố giả tạm. Biết rõ nó rồi, chúng ta mới mạnh mẽ phát tâm tu học để đạt được đời sống trí tuệ vĩnh hằng. Quán thọ thị khổ khiến cho chúng ta hiểu rõ thế gian chính là khổ thọ, lạc thọ, bất khổ, bất lạc thọ. Cũng vì tự chúng ta vô minh, tức không rõ lý do, tạo tác, là tự mình gây nghiệp đau khổ. Biển khổ vô biên vì chúng ta chỉ nghĩ đến mình để cầu sinh mà chẳng nghĩ đến lợi của người khác. Quán tâm vô thường. Tâm chúng ta như khỉ vượn nhảy nhót,
niệm niệm không dừng. Niệm trước, niệm sau hoàn toàn ngược lại. Niệm đầu sinh ý tốt, niệm sau khởi kiêu căng. Không biết cẩn thận bảo hộ, tùy thuận theo tâm niệm phiền não, chìm nổi trong sông ái ngũ dục, luân hồi sinh tử. Quán pháp vô ngã. Chúng ta thường có quan niệm chấp giữ có thân này là ta, tài sản này của ta, người thân của ta, vân vân. Nhân vì có chấp cái ta đó nên đau khổ theo nhau mà đến. Các pháp ở thế gian thay đổi vô thường, tuổi thanh xuân bị hạn chế. Nếu như không thể hạ bản ngã xuống để thoát ly ràng buộc, để thấy các pháp đều là không thật, thì chúng ta sẽ còn đau khổ vì chấp ngã. Dùng pháp môn tứ niệm trụ để loại trừ nhận thức, hiểu rõ nhân sinh, thân tâm chúng ta có thể đạt được trí tuệ thanh tịnh tự tại. Chương 5 phần 3. Tam pháp ấn là trí tuệ chánh giác. Đức Phật đã cảm nhận các khổ, sinh, lão, bệnh, tử, nó bức bách mà theo đuổi cảnh giới thanh tịnh, thể ngộ chân lý hiện tiền. Pháp ấn là ấn tín, ấn khả chứng minh. Tam pháp ấn là các hạnh vô thường, các pháp vô ngã, niết bàn tịch tỉnh. Ba câu chân lý phù hợp căn bản chánh pháp của Phật. Theo thời gian trên, tất cả hiện tượng trong cõi giới bất luận của cải vật chất, không thời khắc, không sinh, trụ, dị, diệt, biến hóa, không ngừng thành, trụ, hoại, không. Con người có sinh phải có tử, có trẻ phải có già, có thịnh tất phải có suy, có công danh tất nhiên có phiền não, tất cả đều không cố định. Trên đời này, có người nào vĩnh viễn thanh xuân, đời sống bất tử, có vật nào vĩnh viễn không bị phá hủy, núi cao, sông sâu, chỗ nào mà không có sự điêu tàn, đúng là các hạnh vô thường. Tất cả các pháp hữu vi trên thế gian, tức có tạo tác, pháp vô vi, tức mãi mãi không thay đổi mà tồn tại, đều chẳng có duyên sanh, duyên diệt. Vô ngã là không có chủ tể, không biết từ đâu ý tưởng tuôn trào, ngũ uẩn hòa hợp nên có thân thể. Nhân vì vô ngã cho nên không có chủ tể, thân thể không bệnh, già, chết. Đồng tây không có tự chủ, tùy thời tan hợp biến hoại. Tất cả của cải, danh lợi, tình cảm đều không thể tồn tại lâu dài. Các pháp như con người, sự vật, hữu tình, vô tình đều do nhân duyên tụ hội mà sinh và cũng từ nhân duyên mà hoại. Nên hiểu rõ đạo lý các pháp trên thế gian là vô ngã, từ đó an trú thân tâm nơi huệ mạng, pháp thân không sanh diệt. Đó là pháp xuất thế gian, đạt được hạnh phúc chân chánh là các pháp vô ngã. Niết bàn giải thoát là không còn phiền não, thân tâm tự tại, an lạc, không bệnh khổ là thế giới cực lạc. Người chứng ngộ đạt được cảnh giới niết bàn tịch tỉnh. Đức Phật lúc thành đạo chứng cảnh giới niết bàn. Các bậc tổ sư lúc sinh tiền đã chứng niết bàn, dùng trí tuệ chứng đắc đi vào đời hoằng pháp lợi sinh. Như Lục Tổ Huệ Năng, Mã Tổ Đạo Nhất vân vân đều đạt cảnh giới vô trụ niết bàn. Dùng trí tuệ nên không trụ sinh tử, dùng đại từ bi nên chẳng trụ niết bàn. Cho nên Bồ Tát khi đã đầy đủ từ bi và trí tuệ, hằng dùng trí tuệ vô trụ niết bàn mà hóa độ chúng sinh không lúc nào mỏi mệt. Chương 5 phần 4. Tứ Thánh Đế là trí tuệ chánh giác. Khi Phật còn trụ thế, Ngài đã vì chúng đệ tử dạy những giáo pháp căn bản như Tứ Thánh Đế, tức khổ, tập, diệt, đạo, từ con người và ở nơi con người có sự liên quan thanh tịnh. Khổ Đế. Đời người có 8 cái khổ, trong đó sinh, lão, bệnh, tử đều không rời bỏ mối quan hệ giữa người với người. Không có cha mẹ cho ta hình hài và dưỡng dục thì con người từ đâu đến? Đau khổ từ đâu ra? Sinh khổ cũng từ quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Có sinh, tất nhiên có già, chắc chắn có bệnh, chết. Các loại khổ từ ngũ uẩn, mãnh liệt, hổ tương tiếp nối. Ái biệt ly khổ, oán tổng hội khổ, cầu bất đắc khổ.
Trên thực tế, đều từ một chấm nhỏ vô minh đã sản sinh ra bộ mặt thật của khổ trong đời sống con người. Tập đế giải thích rõ nguyên nhân của khổ, nguồn gốc dẫn đến sự phiền não. Chân tướng của khát ái chính là tham sân si. Mọi người luôn tham luyến người này của tôi, vật kia của tôi và buồn phiền khi thấy kẻ khác đắc chí thành công. Si mê cho người và các pháp là thật, đây cũng là điều mà người thế gian khởi lên tham sân si. Đạo đế là đề ra đủ loại phương thức để ngăn chặn tham sân si mà thông thường vẫn là bát chánh đạo. Chánh kiến, hiểu biết đúng đắn tất cả pháp thế gian và xuất thế gian, như tin tưởng có nghiệp báo, nhân quả, có phàm, có thánh. Chánh ngữ, dạy chúng ta lời nói phải hợp đạo lý, không nói dối, không nói hai lời, không nói ác khẩu, không nói thêu dệt. Chánh tư duy, suy nghĩ đúng đắn khiến tâm niệm hướng về chánh đạo. Chánh nghiệp, việc làm chính đáng, không làm những việc xấu ác. Chánh mạng là những phương thức sinh hoạt chính đáng, không làm hại người, sát sinh, đánh bạc, không làm các loại nghề nghiệp có tính ác. Chánh tinh tấn, siêng năng tu hành đúng chánh pháp, không lui sụt như niệm Phật, phụng sự kết duyên với mọi người. Chánh niệm, ý niệm chân chánh, thường luôn niệm Tam Bảo, nhớ nghĩ việc bố thí, giới luật. Chánh định, thiền định đạt sự an nhiên tịch tỉnh, chẳng loạn động, đó là định lực. Diệt đế là công phu tu hành thông qua bát chánh đạo, dập tắt và từ bỏ các loại phiền não, đạt đến an ổn giải thoát, cảnh giới của thanh tịnh niết bàn. Phần trên nói tứ y chỉ, tứ niệm trụ, tam pháp ấn, tứ thánh đế đều liên kết thông nhau trên con đường trí tuệ chánh giác. Chư liệt vị tổ sư gìn giữ và truyền trao chỉ có tâm này, rực rỡ không xưa cũng không nay. Dựa vào đây mà tu hành, có thể được trí tuệ giác ngộ giải thoát, an trú trong niết bàn. Hy vọng mọi người nương theo bốn con đường lớn này, tu học được một phần trí tuệ thánh giác. Chương 6. Có tính cách xuất thế. Trong đạo Phật gồm hàng đệ tử xuất gia và tại gia. Đệ tử xuất gia trở thành tu sĩ, điều này không phải vì năng lực học vấn bất đồng, mà chính là ở tính cách xuất gia. Phật tử tại gia không có ý nghĩ xuất gia, nên chỉ cần có đạo đức và tín tâm. Sở dĩ trong Phật giáo có ngũ thừa là nhân thừa, thiên thừa, thinh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Năm cấp bậc giống như bậc tiểu học, sơ học, cao học, đại học. Tìm hiểu học hỏi nơi năm giai đoạn sẽ thấy mỗi thứ có sự tinh tấn ở mức độ như nhau. Trong ngũ thừa Phật giáo, nhân, thiên thuộc về tư tưởng nhập thế. Nhà Nho ở Trung Quốc có thể xem như nhân thừa của Phật giáo. Thiên Chúa giáo đề xướng về đất Chúa, thiên đàng, bác ái thuộc về thiên thừa Phật giáo. Các đạo gia giảng vô vi, tu tánh gần như thinh văn duyên giác Phật giáo. Tất cả tôn giáo mặc dù chẳng đồng với Phật giáo về nhân, thiên, thinh văn, duyên giác, có lớp lang cấp độ, nhưng Phật giáo và họ có sự sai biệt lớn lao về tư tưởng của Bồ Tát Đạo. Có tinh thần nhân, thiên thừa nhập thế, có tư tưởng xuất thế của thinh văn, duyên giác, và theo tư tưởng xuất thế làm công cuộc nhập thế. Nhập thế, xuất thế, điều hòa, thống nhất khởi lên. Giống sẵn tư tưởng nhập thế và xuất thế, đây là đạo của Bồ Tát Đại Thừa. Nên nhớ, xuất thế là không bảo chúng ta phải lìa bỏ thế gian, mà đối với tất cả các pháp trên thế gian, không tham cầu, không tính toán, so bì cố chấp. Phàm làm người xuất gia, không chỉ có tính cách xuất thế, mà cần phải có tính quần chúng, xã hội. Ta mang Phật Pháp đến với mọi người mà không bắt mình phải đơn độc, đoạn tuyệt với thế gian. Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế cầu bồ đề, do như mịch thố giác. Dịch là Phật Pháp nơi thế gian, không lìa thế gian giác. Lìa thế tìm bồ đề, giống như tìm sơn thỏ. Pháp Bảo Đàn Kinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo,
Ngài không bỏ chúng sinh ở thế gian đau khổ, dẫn thuyết pháp khắp mọi nơi, đem Bồ đề thanh tịnh tung rải trong đại chúng. Ngài không tìm an vui riêng mình mà luôn cầu mong cho chúng sinh được an vui. Nhất định tính cách trên là tư tưởng xuất thế mà làm sự nghiệp nhập thế, đúng với tinh thần quần chúng hóa, xã hội hóa. Trong quá khứ, Ngài Đại Ca Diếp tu hạnh đầu đà, Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xá Lợi Phất có đủ tính cách xuất gia. Thời cận đại có Hoàng Nhất Đại Sư, sau khi xuất gia, tất cả đều buông bỏ, nơi ở chẳng chê bẩn thỉu, đồ ăn uống không lựa chọn, không luận môi trường sinh hoạt có năm hỗn loạn, 10 điều ác, Ngài đều có thể thoải mái, tự tại, xem như cõi tịnh độ. Đây là tính cách xuất thế. Chương 6, phần 1. Đối với tình cảm không chấp, không xả là có tính cách xuất thế. Tình cảm không nên chấp trước, cũng không nên vô tình, không nhiều, cũng không ít. Chúng sinh từ luyến ái mà có sinh mạng, thật khó phá vỡ tình cảm này. Cho nên trong Phật Pháp, hãy đem tình riêng mà hóa thành từ bi. Ái là do tham cầu, chiếm hữu và ích kỷ, tất cả phiền não mộng tưởng điên đảo theo đó hiện ra. Người xuất gia cần phải biết đem tình cảm riêng tư mà phát triển thành tình yêu thương rộng lớn. Trong Kinh Duy Ma có nói, tôi có niềm vui Pháp, không vui Pháp thế gian. Chúng ta có Phật Pháp thanh tịnh hạnh phúc, không dễ dàng bị kích động bởi hạnh phúc của thế gian. Đại sư Hám Sơn có hai câu thơ rằng, trăm năm cuộc thế như hoa đốm, một kiếp nhàn du bên nước trăng. Không có sự an lạc trong Phật Pháp sẽ lầm nhận hoa đốm trong hư không, ánh trăng đáy nước, rồi so hơn tính thiệt tham cầu chấp trước. Những sung sướng thế tục đã làm cho một số người tu hành phải sa đọa, công phu nửa chừng rồi bỏ. Cũng vì không có sự thể nghiệm Phật Pháp, nhất định không thể có niềm vui trong Phật Pháp. Ái đạo là yêu mến Phật Pháp, yêu mến thường trụ, vui làm Phật sự, yêu chúng sinh, vân vân. Tình yêu rộng lớn không chỉ yêu riêng một cá nhân nào mà là yêu khắp tất cả. Gần đây có một tiểu thư rất đẹp lên núi xuất gia. Có nhiều người khuyên rằng cô tài năng đẹp đẽ mà lại đi xuất gia thật tiếc quá. Vì sao không chịu lấy chồng? Cô nói, lấy chồng chỉ có một cá nhân mới thật đáng tiếc. Tôi biết quý trọng chính mình nên phụng sự Phật Pháp, phụng sự đại chúng. Dứt bỏ tình yêu bé nhỏ với một người để thành tựu tình yêu rộng lớn với hàng vạn người. Việc này thật thông minh biết bao. Có người vì tình yêu mà đau khổ, lại có người mang tình yêu phát triển thành vô duyên đại từ, đồng thể đại bi. Quả thực là từ bi. Nhưng từ bi thật không dễ dàng, từ bi hữu tướng, là trong tâm có người, có việc đều không thể giải thoát. Từ bi vô tướng giống như đất trời trong sáng mới là tính cách của người xuất thế. Sau khi tôi nghỉ việc, trình nhiệm hoằng pháp gánh vác càng nặng thêm. Cõi lòng dần dần trống rỗng, mặc dù có hàng vạn người ở cạnh bên tôi, nhưng trong tâm tôi không có người, không có việc. Mọi người hay than với tôi rằng, bận quá, gấp lắm. Chẳng phải ngẫu nhiên mà ngày đêm tất bật. Tôi hiểu lực bất tòng tâm. Lúc bình thường tôi là người không có cái tôi, chẳng biết cái gì là khổ, cái gì là vui, cái gì là có, cái gì là không. Chẳng biết cái gì đến, cái gì đi. Khi ngồi ghi chép, bất chợt suy nghĩ lại đến. Ái chà, tôi đâu rồi? Phật Quang Sơn, chùa Tây Lai, Úc Đại Lợi, Hương Cảng, vân vân. Tôi hiện tại là ở đâu nhỉ? Có những lúc thực tại nơi mình đã bị bỏ quên. Khi làm việc, lúc đặt bút ghi chép, hoặc nhìn quanh phải trái rồi sinh ra nghĩ tưởng. Cái đó là tâm phân biệt xuất hiện. Hứ, tôi hiện tại. Thầm thầm cái tôi mang theo quanh quẩn trong nhân gian. Tôi tu học Phật Pháp, thân tâm đều ở nơi Phật Pháp. Tất cả vui buồn, được mất, có không, đến đi đều chẳng tính toán. Đối với tình cảm không chấp trước, không xả ly, đây đúng là tính cách xuất thế. Chương 6, phần 2. Đối với ngũ dục không tham muốn, cũng không từ chối, là có tính cách xuất thế. Ngũ dục là tài, sắc, danh, thực, thùy.
người ta cho rằng ngũ dục ở năm căn đáng sợ thay. Thông thường, người ta vì tham luyến ngũ dục và bị cuốn vào trong dòng xoáy của nó, vô phương thoát khỏi. Tâm bị đảo điên che phủ, tham chấp tướng sinh diệt, thật là tội nghiệp. Có một số người tu hành bài bác ngũ dục, không được giữ tiền bạc, không nên danh lợi, không ăn uống, không được ngủ nghỉ, mọi thứ đều không. Không được là một loại chấp trước. Điều này giống như con dao sắc nhọn, có thể dùng cho việc thái rau, chẻ củi, cũng có thể sát sinh hại mạng, xem ông dùng như thế nào. Tham luyến, tài, sắc, danh, thực, thùy, tất nhiên là không tốt. Thế nhưng, năm thứ trên vừa phải, có thể nuôi dưỡng chúng ta tu hành. Tốt nhất là không tham đắm, cũng không nên từ bỏ ngũ dục. Tiền bạc thường dẫn đến buồn phiền. Tiền bạc cũng có thể trở thành lương thực dự trữ, tịnh tài. Vì sao mà không nên nhỉ? Anh có thể mang tiền của mình đi làm từ thiện, trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, cứu giúp người nghèo khổ, ấn tống kinh điển, có cái gì mà không tốt? Sở dĩ đó là việc thiện vì không còn tham muốn, cũng không từ chối. Sao gọi là sắc? Thí dụ, người ở nhà cao cửa rộng, sang trọng, vừa thoải mái, vừa sang đẹp, đó là sắc. Người trang nghiêm, duyên dáng cũng là sắc. Đức Phật có thân kim sắc, 32 tướng tốt trang nghiêm thị hiện cũng là sắc. Người tu hành không nhất định phải y áo tả tơi, nhếch nhác, dùng loại thức ăn uống kém dinh dưỡng mà gọi là tu. Tu hành thành Phật dựa trên tâm niệm thanh tịnh, sắc không mê người, người tự mê sắc. Rượu vốn không say vì người uống rượu mà say. Nếu tôi dùng tay này đánh anh sẽ kiện tôi. Nhưng nếu tôi cũng dùng tay này mà thay anh khiêm giác, thì ôi chào thật dễ chịu biết bao. Cũng là một tay, nhưng vì sao có lúc bị kiện tụng, có khi được cảm ơn không ngớt? Pháp thì không có thiện ác, vì thiện ác là pháp. Hãy xem anh đã làm gì nơi mình sinh sống. Làm thiện nhất định địa phương ấy thiện, làm ác địa phương ấy sẽ xấu ác. Sắc tướng cũng như thế, không tham muốn cũng không từ chối. Dụng được pháp ấy, sắc tướng sẽ trở thành nhân duyên hỗ trợ cho việc tu hành. Danh dự không tốt ư? Hiện tại trong Phật giáo, có người hay phân biệt cao tăng, danh tăng. Cao tăng là bậc trong sạch, cao thượng. Danh tăng là bậc có danh vọng, uy tín. Đây là quan niệm không phù hợp với hoàn cảnh hoằng pháp thời hiện đại. Hiện nay, đòi hỏi tăng sĩ phải nhập thế độ sinh, đòi hỏi phải có lực thu hút, kêu gọi. Chỉ cần trong tâm không chấp danh, tiếng tâm chỉ sử dụng cho hoằng pháp, không có điều gì mà không tốt. Trăm ngàn năm nữa, nổi tiếng đứng đầu danh tăng là Phật Thích Ca Mâu Ni. Mọi người đều niệm danh hiệu Ngài, y theo lời dạy của Ngài mà tu hành. Ngài nổi danh, theo danh mà phổ độ chúng sinh. Có điều gì mà không tốt? Anh có thể không ăn cơm ư? Anh có thể không ngủ ư? Ăn uống không điều độ, sức khỏe kém, anh làm sao mà hoằng pháp? Tứ chi mệt mỏi, ngủ không đủ, anh làm sao tinh tấn? Chỉ cần không ăn uống quá độ, không biến nhát tham ngủ, vừa phải trong ăn uống, như pháp mà ngủ nghỉ, chẳng tốt lắm ư? Đối với ngũ dục, không từ chối, cũng không tham cầu, cũng là tính cách tùy thuận cao khiết vậy. Chương 6, phần 3. Đối với thế gian không ngại cũng không tham cầu, là có tính cách xuất thế. Có người chán ghét thế gian, trong lòng chỉ muốn trốn lánh mọi người, tự giam đời mình vào nơi thâm sơn cùng cốc, cả đời lẫn trốn để tu hành. Đây là hiện tượng sai lầm của Phật giáo hiện nay. Có lần gặp một tu sĩ trẻ, tôi hỏi vì sao học Phật. Vì thầy ấy thưa, vì con muốn liễu sinh thoát tử. Gặp tiểu Sa Di 10 tuổi, tôi hỏi chú ấy vì sao xuất gia. Tiểu tròn xoe đôi mắt ngây thơ nói, con niệm Phật để mau liễu sinh thoát tử. Tôi cảm thấy thương tâm. Đây không phải là thái độ bình thường của tu sĩ thời đại hiện nay. Tài năng một đời người có được bao nhiêu mà bận nghĩ suy diệt tử, quả thật là mê muội. Sinh còn chưa thu xếp ổn thỏa, lại cầu tử, liệu có giá trị gì? Cha mẹ sinh thành nuôi nấng, sư trưởng dạy bảo, bạn hữu giúp đỡ, xã hội bồi dưỡng, anh không nghĩ ngợi việc báo ân ư?
Tiết xuân ấm lạnh, réo rắt mưa thu dựa vào thời tiết trình tự mà thay đổi. Kinh Kim Cang, Kinh Diên Giác, Kinh Duy Ma, Kinh Pháp Hoa giải thích tất cả ý nghĩa sâu màu. Trên thế gian, không luận thập ma pháp, thập ma đạo đều có trình tự. Người xuất gia chúng ta trước tiên phải liễu sinh, về sau mới thoát tử. Trước tiên phải nhập thế, về sau mới xuất thế. Xuất thế là lìa tâm chán ghét, không trốn lánh mọi người, không cầu việc danh lợi thế tục, không tham cầu chấp trước, lấy sự thanh tịnh vô nhiễm làm việc tu hành cho thân tâm. Chương 6, phần 4. Đối với việc sinh tử, không sợ cũng không lìa là có tính cách xuất thế. Có người sợ chết, gạt bỏ mọi đời sống sinh hoạt, nhất định không liễu thoát sinh tử. Trong nhà Phật nói, liễu sinh thoát tử. Cái gì nói liễu sinh thoát tử? Ai liễu sinh thoát tử rồi? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sau khi thành đạo, mặc dù đã đoạn trừ sinh tử trong ba cõi, cũng không ngừng thuyết pháp độ sinh. Chúng ta liễu sinh thoát tử chỉ trên tinh thần thanh tịnh vô nhiễm, một lòng không sợ sinh tử. Sinh tử, sống chết đều ở tại trong tâm chúng ta, không sợ cũng không lìa, đó mới là liễu sinh thoát tử. Gần đây, do tình cờ, tôi đối đáp liễu sinh thoát tử theo một cách giải thích khác. Ở Đài Bắc, có vị Phật tử nọ tính tâm nhiều năm vừa mới qua đời. Để làm lễ cung tiễn, tôi đã mời nhiều pháp sư đến nơi đặt linh cữu và trì tụng kinh chú. Sau khóa lễ đó, tôi liền trở lại chùa Phổ Môn. Tôi thấy hơi lo cho nhóm đệ tử vừa mới xuất gia, vốn có tâm hồn nhạy cảm. Có vị đệ tử hoài nghi, sư phụ, người xuất gia rồi vẫn phải chạy đôn chạy đáo đến nhà quan để lo việc ma chay sao? Tôi tập hợp mọi người giải thích. Chúng ta vừa đến nhà tang lễ làm Phật sự, chúng ta cầu nguyện để làm gì? Gia đình và bạn hữu của người mất bi thương mong chúng ta đến. Trong vào di ảnh, chúng ta tụng một thời kinh rồi thăm hỏi những người đang đau buồn, khiến họ vô cùng cảm kích. Chúng tôi bảo đây là liễu sinh. Dòng linh tuy đã chết, chưa hẳn đã an tâm, luôn trông mong mọi người trong đám tang cố nén thương đau dần dần. Mong ước bản thân được giảng sinh tịnh độ, chúng ta giúp hương linh siêu độ, giải quyết vấn đề liễu tử, đây là thoát tử. Chúng ta phát tâm an ủi, thăm hỏi người sống, làm lợi ích cho người chết, chẳng phải chỉ có việc tụng kinh, mà là việc làm liễu sinh thoát tử. Quý vị đến đây, xuất gia trong thời gian ngắn, tự bản thân đã trải qua kinh nghiệm liễu sinh thoát tử rồi. Thời gian 10 ngày tu hành, quý vị có nhớ nghĩ đến tiền bạc tài lợi không? Có lo lắng cho công việc nghề nghiệp không? Có còn vọng tưởng phiền não không? Đất tâm quý vị thanh tịnh, hoàn toàn không nghĩ đến việc thị phi của người đời. Hết thảy, hãy mặc kệ đời sống. Điều này chẳng phải là liễu sinh ư? Người học đạo khi đã thành tựu rồi, chúng ta đối với nhân sinh sẽ có quan niệm mới, phương hướng mới, không còn sống say chết mộng, không còn lo lắng sợ hãi. Điều này chẳng phải là thoát tử rồi ư? Liễu sinh thoát tử không phải là công việc sau này, mà ngay bây giờ chính là lúc có thể liễu sinh thoát tử. Đức Phật thiền định trên tòa kim cang dưới cội bồ đề vào giữa đêm khi sao mai vừa mọc mà thành chánh giác, hiểu rõ con đường giải thoát sinh tử. Gọi là niết bàn là liễu sinh thoát tử. Hiện tại có rất nhiều người nói rằng người ta sau khi chết rồi mới vào niết bàn. Ngay cả người tự sát cũng vào niết bàn, người tạo tội lỗi bị xử bắn cũng vào niết bàn. Nghĩ như thế là chưa hiểu về niết bàn. Niết bàn là khởi đầu cho một đời sống mới, nhưng không phải là sinh mệnh cũ đã kết thúc. Như thế mới biết sinh tử đều từ nơi tâm của chúng ta. Đối với việc sinh tử, chủ yếu không sợ cũng không xa lìa, thông suốt mà buông bỏ, đó chính là tính cách xuất thế.